về mà ăn cho mẹ ăn đi, không đói rã cả ruột ra rồi đây này. Ngon phết. Con này, mẹ với em đi cả tuần rồi mà mày không thèm gọi điện lên một câu nào, không hỏi han tí nào, đồ vô cảm. Tự dưng nó có chối lạ ấy nhỉ. Alo. Mẹ, mẹ bỏ chặn số điện thoại của con ra đi. Nhỡ có việc gì con gọi còn được. Chặn đâu mà chặn. À ừ nhỉ, thế mình lại chặn số nó nhỉ. Này chị kia, chị đừng có gọi điện cho mẹ con tôi nữa nhá. Chị cứ coi như là chị chui từ tảng đá mà ra đi nhá. Chị không có mẹ, không có em đâu, hiểu chưa? Mẹ, tại sao tôi lại phải bỏ chặn số của chị hả? Vậy tôi từ chị rồi cơ mà. Không có mẹ con gì nữa với chị cơ mà. Đừng có tưởng là hai mẹ con tôi rời chị ra xong hai mẹ con tôi chết đói nha. Con biết là mẹ vừa bị lừa hết tiền rồi. Bây giờ trong người đang không có đồng nào nhưng con sốt ruột lắm. Cái gì? Con biết là mẹ với thằng Trí đang giận con. Thằng Trí thì nó muốn tự lập. Thế nhưng làm cái gì thì cũng cần phải có quá trình. Không thể đùng một cái là làm luôn được. Thôi chị cứ ngồi đấy chị chờ quá trình của chị đi nhá. Thôi nhá, mẹ tắt máy đây. Mẹ, cái gì nữa đây? Con vừa chuyển tiền vào tài khoản của mẹ đấy. Mẹ kiểm tra xem tiền về chưa nhá. Tiền á? Con chuyển cho mẹ ít tiền để mẹ tiêu tạm. Chị có chuyển khoản tôi cũng không cần nhá. Đây không thèm tiền của chị, biết chưa? Thì khi nào cần thì mẹ rút ra. Nhưng mà đây có lòng tự trọng. Đây không cần tiền của chị. Hai mẹ con tôi rời chị ra, hai mẹ con tôi không chết được, hiểu không? Rồi, con biết rồi. Thế nhưng mà nếu như mẹ có khó khăn ý, thì nhớ phải gọi điện cho con đấy.